người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi. Và mỗi câu hỏi trả lời đúng được cộng 5 điểm và trả lời sai thì không bị trừ điểm. Ở đây các đội chúng ta đã thử được chơi chưa ạ? Ở vòng 1 này là các bạn không được sử dụng đến chuông của mình nha. Các bạn sử dụng đáp án A, B, C, D. Và sau khi người dẫn chương trình đọc kết thúc câu hỏi và 10 giây chỉ đếm, sau khi hết 10 giây các bạn mới được giơ bảng của mình lên nha. Các đội chú ý nha, sau 10 giây khi bảo là hết thời gian thì các đội sẽ đưa bảng. Và câu hỏi số 1 của vòng thi đầu tiên được phép bắt đầu. Hiện nay cộng đồng ASEAN có tổng cộng bao nhiêu quốc gia thành viên? A 8, B 9, C 10, D 11. 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Ở dưới này ha, mình nhắc ha. Đợi điểm. Phát triển đáp án là C, đoàn kết đáp án là C, hợp tác cũng đáp án C và hữu nghị cũng đáp án C. Vậy đáp án của ban tổ chức thì sao ạ? Và đáp án C là đáp án chính xác. Bây giờ ha, cứ đội nào mà nhắc trừ điểm mà bạn nào mà quay xuống nhìn bằng bên thì cả đội trưởng cũng bị trừ điểm luôn nha. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2. Cộng đồng ASEAN được thành lập vào ngày tháng năm nào? A 8 tháng 1 năm 1967, B ngày 8 tháng 8 năm 1967, C là ngày 8 tháng 1 năm 1968, D là ngày 8 tháng 8 năm 1968. 10 giây bắt đầu. 9, 8, 7, 3, 2, 1. Hết giờ. Đoàn kết đáp án là B, phát triển đáp án là B, hợp tác và hữu nghị cũng cùng đáp án B. Vậy xin mời đáp án của ban tổ chức ạ. Rất là giỏi. Đến với câu hỏi số 3 ngay sau đây ạ. Và câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Người Việt Nam đầu tiên làm tổng thư ký ASEAN là ai? A. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, B. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, C. là Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, D. là ông không nhìn Lê xuống và kết. Không nhìn xuống nha. Và đội giây suy nghĩ bắt đầu. Đội trưởng của đội đoàn kết nhìn phía dưới nha, trừ điểm nha. Bạn Bắc Kiến đứng đội đoàn kết không được dưới nha. Cùng đáp án C, hữu nghị cùng đáp án C. Xin mời đáp án của ban tổ chức. Và đáp án C chúng ta chưa phải là đáp án chính xác. Cho một chàng hôm nay cũ tinh thần cho bạn bên đó các bạn. Các bạn ngồi ơi, cho nên các bạn trả lời sai là đúng rồi. Sao phải khôi động lên nha. Và tiếp theo sau đây xin mời các bạn sẽ đến với câu hỏi số 4. Tập trung hơn nào các bạn. Tiền thân của ASEAN là A. B. ASEA. C. là AEA. D. là ASEAN. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết thời gian suy nghĩ, xin mời đáp án của các đội ạ. Đoàn kết đáp án là D, nêu cao lên bạn ơi, phát triển đáp án là B. Và hiện nay các đội đã có lệch nhau. Còn đối với đội hợp tác thì có đáp án D và đội hữu nghị có đáp án A. Vậy đáp án nào là đáp án chính xác ạ? Và đáp án A là đáp án chính xác. Chúc mừng đội hữu nghị. Tiếp theo là câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5, người đứng đầu ban thư ký ASEAN được gọi là gì? A. Thứ trưởng, B. Chủ tịch, C. Thư ký trưởng, D. Tổng thư ký. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết thời gian, xin mời đáp án của các đội. Đoàn kết hơn cho cao hơn. Đoàn kết đáp án là D, phát triển đáp án là A. Hợp tác và hữu nghị có cùng đáp án D. Vậy đáp án của ban tổ chức ạ. Mình đội phát triển có đáp án là sai, còn ba đội còn lại là đúng hả? Và câu hỏi số 6 có nội dung như sau.
chuyện và đoàn kết với đáp án là C. Và cả bốn đội chúng ta đều có đáp án C. Vậy đáp án của ban tổ chức chương trình ạ? À? Chính xác rồi ạ. À, đáp án C đây các bạn ơi. Câu hỏi số 7. Lào và Myanmar gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào? A. 23 tháng 7 năm 1996. B. 23 tháng 7 năm 1997. C. là ngày 1 tháng 1 năm 1997. D. là ngày 1 tháng 1 năm 1998. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Xin mời đáp án của các đội ạ. Phát triển và đoàn kết với đáp án là B. Hợp tác đáp án D. Và hội nghị đáp án B. Vậy B hay D là đáp án chính xác? Xin mời đáp án của ban tổ chức. Xin mời đáp án chính xác. Đoàn kết và phát triển là có đáp án đúng hả? Và hội nghị nữa, chỉ có hợp tác và đáp án D là sai. Của Việt Nam, C là Ban Ki-moon của Malaysia, D là Surin Biswan của Thái Lan. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Xin mời đáp án của các đội. Phát triển là D, đoàn kết là C và hợp tác là D, hữu nghị là A. Có nhiều đáp án và đáp án của chúng tôi. Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào? A. Ngày 1 tháng 1 năm 1995. B. là ngày 28 tháng 7 năm 1995. C. là ngày 23 tháng 7 năm 1997. D. là ngày 1 tháng 1 năm 1997. Và 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Đáp án là B và hợp tác là đáp án C và hữu nghị là đáp án B. Vậy đáp án của chương trình chúng ta là đáp án B, chính xác. Như vậy là phát triển của đáp án C không ạ? Phát triển đúng không ạ? Trong hai đội hữu nghị và phát triển có đáp án chính xác trùng khớp với chương trình. Và câu hỏi cuối cùng của vòng 1 của chúng ta là câu hỏi số 10. Xin mời các thành viên của các đội chúng ta di chuyển về để chuẩn bị cho vòng thi.